Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai làm 6 người chết, xe chở quá số người quy định. Chiếc xe tải chuẩn bị gây tai nạn thảm khốc khi lao xuống vực sâu 70m làm 6 người chết ở Gia Lai đã chở 9 người, trong khi theo quy định thì chiếc này chỉ chở 2 người. Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Đắk Đoa, Gia Lai làm 6 người chết, 3 người bị thương xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định chiếc xe tải chuẩn bị biển kiểm soát 81C-11125 bị lao xuống vực, được sản xuất vào năm 2014, có niên hạn sử dụng đến năm 2039, ngày kiểm định. Mùng 8 tháng 12 năm 2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày, mùng 7 tháng 12 năm 2022. Về giấy phép lái xe của tài xế Quỳnh Đức Nguyên, sinh năm 1983, có số bôn 640.89.001.532, hạng C, ngày cấp, ngày 28 tháng 5 năm 2019. Tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9 tháng 2 năm 2022 là 54 km/h. Theo quy định, xe tải này chỉ được phép chở 2 người. Tuy nhiên, khi vụ tai nạn xảy ra, xe này chở 9 người. Trong đó, 6 người xác định đã chết, 3 người khác bị thương. Đến sáng nay, một người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Hiện trường vụ tai nạn là vùng rừng núi, cách trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai chừng 50 km. Đây là khu vực có độ dốc cao, đường hẹp. Đây là nơi cô giáo Trần Thị Bá Tiền, giáo viên dạy nhạc ở trường phổ thông trung học bán trú tiểu học Hòa Đông, đã bị xe tải chèn cái tay, phải cưa bỏ khi đến trường dạy học vào năm 2019 mà báo Người Lao Động đã phản ánh qua bài viết chạy xe máy 130 km đi dạy học. Cô giáo bị tai nạn phải cắt lìa tay. Hiện ông Quốc Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đang trên đường từ Hà Nội vào Gia Lai để chỉ đạo công tác khắc phục, cứu nạn và chia sẻ nỗi đau các gia đình nạn nhân. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông cử đoàn công tác do Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Như báo Người Lao Động phản ánh, rạng sáng cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 81C-11125 do tài xế Quỳnh Đức Nguyên, sinh năm 1983, thường trú phường Di Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, điều khiển đi từ xã Hà Đông ra xã Đắk Sơ Mây, cùng huyện Đắk Đoa. Trong lúc lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70m. Vụ tai nạn khiến 6 người bị chết gồm Quỳnh Đức Nguyên, tài xế, Trần Văn Tâm, sinh năm 1987, Dương Văn Dũng, sinh năm 1984, Phan Văn Tuấn, sinh năm 1990, Thu, sinh năm 1998, cùng chú huyện Văn Giang, Bùi Văn Tiện, sinh năm 1974, chú huyện Đắk Đoa. Ngoài ra, còn có 3 người bị thương gồm Cô Em, sinh năm 1999, Cương, sinh năm 1991 và Nguyễn Tấn Vinh, cùng chú huyện Văn Giang,